Rồi chào anh em nha, Hào đang ở phường An Lạc, quận Bình Tân nha. Bữa nay Hào có giao một cái hồ. Thì hôm nay là team có giao một cái hồ, thì cái hồ này nói chung là nó có đặc biệt gì một tí mà sẽ review cho anh em coi nha. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ xuống xuống hồ và đưa vô nhà. Thì cái đường lên cho nhà gọi là nó hơi khó một xíu, cái dốc nó hơi bị đứng á. Tí nữa anh em coi quá trình team mình đưa cái hồ lên nha. Rồi, bây giờ bắt đầu là mình xuống hàng nha. Thôi từ 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 để anh đưa cái càng đó, cái kéo ra cái nó nằm lên trên cái càng. Rồi kéo anh thôi, được rồi, rồi ra luôn, ra ra. Chống ngoài cái đầu nè. Ừ đó. Anh Thành lại đứng 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 cái chiều bên hai giùm em thấy cái hồ nó đang ngã qua kìa. Chưa. Rồi lấy hai cái đôn đi. Rồi lót cái xe nhỏ đi. Ừ. Để ngang qua được không? Chút xíu nữa coi không? Đúng rồi. Thôi vừa vừa thôi. Giờ mình đang chuẩn bị đẩy vô nha anh. Đẩy vô 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 trong nhà. Bật cái đây bật này. Rồi rồi rồi. Không ở trong, ở trong vỏ đồ nghề chứ mày đưa anh làm cái gì, một vòng nữa được không? Không đủ không? Cột đi. Cột không đủ, không đủ. Quay mặt phút đi. Ủa đưa thêm vòng dây nó cột cái tấm này. Cột đây hai thằng cột có gì giữ nhín nằm vậy để nó cột cái này, hai thằng cột ở đây. Được chưa? Đó. Nè. Rồi. Dùng cái cây cho một thằng xem ở đây. Em đang đẩy, em đang níu cái hồ này mà. Lên thì đẩy lên chứ mình sao đẩy nổi. Đẩy lên. Đẩy lên đi. Được không? Đẩy lên. Rồi đẩy nè. Đẩy. Bốn người đẩy. Lên. Lên. Đừng có đó chạy ngang nha. Bởi nó dìu nha Phúc. Lên hai người đẩy đi, đẩy đi. Đẩy. Phương án 1 đã bị out rồi. Giờ mình làm phương án 2. Dễ đi đâu. Thôi. Ừ, nó lật đó.
thắng. Nghe chưa? Ngay chưa? Đạp lên đúng không? Không cần đâu anh, nó chui được vô trong đó cho em là được. Rồi lên nè. Lên nè. Đã các bạn. Đúng rồi, trong quá trình đi. Thằng Thông được lên là trước kìa, đứng ở chỗ anh đứng kìa. Rồi luôn. Đây nè, nó đang còn cái cây đây nè. Kéo cái hồ nuôi vàng sau xíu coi. Rồi. Rồi. Đẩy lên. Đẩy lên Thành ơi. Để cho nằm dưới xe rồi đi. Đẩy lên. Đó. Rồi. Thôi. Nữa. Rồi. Ồ nó vô được tới nhà rồi nha anh em. Quá chi là khoai. Rồi thì bây giờ hồ nó mình đưa vô tới nhà rồi nha. Bây giờ mình hạ xuống mình lắp ráp thôi. Quá là khổ. Quay lại. Kéo ra, kéo ra bắt đứt. Được, được. Chơi nhông gặp. Chơi nha. Trời ơi. Đây. Dạ. Đưa lên. Ê, ba. Lên. Lên. Cái ngu nào giống cái ngu nào luôn á. Rồi nha anh em nha, bây giờ hồ mình đang vô nước nè. Thì ở dưới này mình đang cho vô vật liệu lọc. Thì một tí nữa mình sẽ review cho anh em coi là cái hồ này nó khác với mấy cái hồ lúc trước giờ mình đang làm như thế nào nha. Mấy cái túi này ảnh đưa cho mình nè. Mình thấy nó cũng cái túi này nó hay, nó dễ giặt hơn. Dễ giặt. Đó, nó mềm. Còn cái túi có búp bộ gớt chằn mưa bây giờ, ý bây giờ mình đang xài thì nó hơi cứng, giặt nó hơi khó. Giặt là phải dùng máy rửa xe mới giặt được, còn cái này mình dò bằng tay là nó sạch rồi. Mình sau đó mình lấy cái này mình về mình anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Từ giữ nha để đứng lên. Cái này đây nè. Ngu rồi.
Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại mình nói chuyện tiếp về cái hồ nha. Thì nãy giờ anh em cũng coi là quá trình team của mình vận chuyển cái hồ vào và đưa vào lắp đặt và sắp xếp vật liệu lọc và cho nước chảy. Thì bây giờ là nước hồ đã hoạt động rồi, thì bây giờ mình sẽ mời anh em cùng đi theo chân Caramen để ngắm cái hồ hoàn thiện như thế nào nha. Thì một tí mình sẽ ra quay lại mình review kích thước hồ và nói chung là review dàn lọc như thế nào cho anh em coi. Thì cái hồ này nó khá là đặc biệt, thì một tí nữa mình sẽ nói cặn kẽ về cái đó cho anh em. Thì giờ mời anh em đi cùng với Caramen nha. Mời anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại như mình đã hứa là mình sẽ review cho anh em coi cái hồ này nha. Thì mình sẽ báo cái thước cho anh em biết. Cái hồ này là chiều dài nó là 1m67, rộng 68, cao 81. Thì cái này là mình làm công nghệ hai lớp đáy. Nói chung là công nghệ như công nghệ 4 lớp đáy á, mà nhưng mình làm hai lớp. Là ảnh nói chung là anh chủ này là đặt cái hồ này, là nói chung là cái hồ là mình làm bên team giống với thi công. Còn cái chân á, cái chân với lại cái dàn lọc á, là này là mình ảnh lấy thẳng từ bên Trung Quốc về, là lấy dàn lọc ở bên Trung Quốc. Thì chắc cái này là ở Việt Nam mình là cái đầu tiên, chắc là cái đầu tiên ở Việt Nam mình. Thì mình cũng rất vinh hạnh là được thi công cái hồ này. Thì mình thấy nó có khá là nhiều cái hay. Ở trên cái dây là có một cái dàn viền nè, nó có một cái dàn viền nhôm mà nó có một cái nắp. Thì anh em coi clip á, kỹ thì anh em sẽ thấy cái nắp này nó có một cái gì hay là cái nắp đèn á, nó thiết kế dính vô trong đây luôn và nó rất là ok đó. Mình nhìn khi mà bật lên rồi này, mình coi ấy rồi, nó có từng công tắc nè. Thì anh em thấy nó có công tắc nè, đó, nó sẽ tắt đèn. Nó sẽ có một cái đèn ngủ nè, đó là cái đèn để ban đêm cho cá nó ngủ. Thì mình tắt hết đèn kia, mình mở, mà không phải là cá ngủ mà ban đêm thì mình bật cái đèn này để cá nó tránh tình trạng nó bị quản á, cái quản nó nhảy á, thì mình bật cái này, còn không là nó sẽ từng công tắc đây. Đó là anh em bật lên thì nó sẽ có bốn móng ở trong này, đó là bốn móng này là nó xài T10 á. Đó thì những cái móng này khi mà hư là vẫn thay được nha, nói chung là vẫn có đồ để thay, mà nhưng mình thích cái thiết kế này. Nói chung là khi nè, anh em thấy nè, đó, nó dùng một cái tay hơi đẩy lên và kéo xuống. Thì ở trên này nó có cái dàn nắp Mica trượt qua trượt lại. Thì hồi nãy cameraman có quay cho anh em coi á, thì cái nắp Mica đó là mình cắt, là mình để kéo qua kéo lại để đậy cho cá đừng có nhảy lên. Với lại ấy là bây giờ mình, cái nắp này bây giờ mình kéo xuống nè. Đó, ok, rồi, rất là gọn gàng và nhìn nó nói chung là nó thẩm mỹ. Rồi nó cái phần lọc ở dưới này thì một tí nó sẽ đi gần vào phần lọc cho anh em coi nha. Rồi phần kiến này á là mình làm kiến 12 ly siêu trong. Rồi, đây, ở dưới đây đó. Rồi phần chân này là tất cả nguyên cái hệ thương này nó làm bằng nhôm hết, nói chung là bằng nhôm rất là cứng. Nói chung là mình vận chuyển hồi nãy anh em coi quá trình mình vận chuyển, mình vô mình rất là khó, mình xeo, mình đạp nguyên cả cái hồ với cái lọc luôn, mà nó không có bị mớp méo cái gì hết nha. Nó rất là cứng cáp và an toàn. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh em Caramen lại gần đây, xong rồi mình sẽ review kỹ cho anh em coi cái lọc nó có những cái gì hay nha. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp từ bên cái ngăn lắng đi qua nha. Thì đây là cái hộc lắng nè. Cái này thì bên đó nó có đóng một cái logo thương hiệu
của nhà sản xuất. Những cái này tiếng Trung, mình cũng không có rành về tiếng Trung, thì anh em coi này, nếu anh em mà hiểu thì biết là của hãng nào. Đây, nó có một cái ngăn lắng nè. Thì cái góc này đi xuống là nó làm ngăn lắng thô. Nó sẽ lắng ở đây. Và nó có cái van xả ở đây. Rồi qua đây là bắt đầu là tiếp là ngăn lắng tinh nè. Đó, thì trên này nó có thiết kế là một cái khay ở trên là để tản nước. Tản nước mưa xuống, và ở dưới này nó có hai khay. Hai khay này thì nó bỏ bông. Đó, bỏ bông vô đây. Đó, mà đặc biệt một điều là làm thiết kế mà nhưng khi mà anh em đóng lại á, nó rất là êm, nó không bị kêu nha, nó không bị kêu ào ào ào. Đó, còn cái thằng ở dưới này mình cũng kéo ra nè. Đó, ở dưới này thì mình sẽ dùng bông mịn hơn, ở trên là mình dùng bông thô hơn một xíu, còn không là hai cái mình xài bông như nhau cũng được. Đó là nó đẩy vô như vậy. Là hai khay. Thì giống như cách thức mà bên mình hồi xưa là mình làm là cái chặn mưa á, để mà mình tách thô á. Thì cái phần này á, mình thấy nó có một cái dở một điều là nó làm cái ngăn lắng này nè. Thì cái phần này nếu mà nó sẽ bị giữ lại những cái dơ ở đây, thì nó cũng không có ấy lắm, mà nhưng mà mình sẽ để cho ảnh xài nguyên bản luôn. Nói chung là để xài cái lọc nguyên bản để coi cái sự hiệu quả nó nằm ở đâu. Đó. Và xong rồi bắt đầu nó xuống đây là mình sẽ xài dây mắt. Dây mắt này thì về dây mắt Matala Ray của bên mình. Thì nó cũng có cái van xả ở đây. Nói chung là từng ngăn lọc này nó có từng ngăn van xả, mà những cái lọc này nó thiết kế lọc một vách nha, chứ nó không làm lọc hai vách. Thì lúc trước Hà cũng có nói về cái lọc một vách này rồi đó. Thì đây là nước nó đi xuống đây, bắt đầu nó đánh dòng lên đây. Và nó lòn xuống đây và đánh dòng qua ngăn tiếp theo. Chứ nó không phải là như mình là hai vách là đi xuống, bắt đầu đi lên. Rồi dòng lên là giờ rớt xuống. Đó, đây là ngăn vật liệu lọc này. Cái này là cái cục sứ ở bên đó gửi về luôn. Mình bỏ vô là được một hộp này. Đây là ma chích nè. Này là 20 lít ma chích. Qua đây là Mylidin với lại Myrin. Với Fundin là tầm 30 bịch trong đây. Còn ở trên này là ma chích luôn. Ma chích ở trên này là tầm 20 mấy gần 30 lít trên này nữa. Thì cái này hồi xưa đó là nó thiết kế là có hai công dụng. Công dụng thứ nhất là để mình chữ cá chép á, chữ mồi ăn cho cá, giống như là cá chép mồi hoặc là mấy con chặt gì đó mình chữ nó đây. Nhưng là ảnh thì không ấy, nên mình thiết kế bỏ vật liệu lọc vô đây luôn. Thì khối lượng vật liệu lọc ở trên này nó chứa khá là nhiều á, không đơn giản, nó khá là nhiều vật liệu lọc ở trong đây nha. Mình thấy là cái hồ này vật liệu lọc là tính ra nó còn nhiều hơn cái hồ cùng cái thước của Gia Vích làm. Đó, thì đặc biệt một điều là mình đang khoái là khoái cái dàn nắp này nè. Anh em thấy nó có những cái nẹp nhựa này và có cái dàn nắp đẩy tới đây luôn vậy nè. Thì để tránh tình trạng gọi là quá trình nước nó bốc hơi rồi này nọ, với lại là nó hư mấy thiết bị trong mình á, thì người ta làm rất là kỹ. Và người ta có những cái gọi là những cái vật liệu là những cái nẹp bằng nhựa này để ốp vô một cái tấm kiếng. Thì cái tấm kiếng này là 6 ly thôi chứ không được 8 ly nha. 8 ly thì không ốp được, 6 ly người ta sẽ ốp vô đây và để lên đây. Thì hai cái này nó bằng nhựa với nhau nên là khi mình để nó không có bị cắn bẻ bở gì hết. Đó. Nói chung là bên đó thiết kế cái nào cũng có nắp đậy hết á. Đây cũng có nắp đậy nè. Tất cả mọi thứ là đều có nắp đậy hết. Thứ nhất là để chống tiếng ồn của nước, và thứ hai là để chống cái tình trạng bốc hơi. Đó, ở trên này cũng có nắp luôn. Trên này trên cái ngọc học trên này cũng có nắp luôn. Đó. Rồi, nói chung là ở dưới này thì có từng ngăn lọc xả. Thì cái kiểu van xả này là giống cái kiểu van xả hồi xưa của bên Gia Vích làm á, mà giờ Gia Vích giấu vô trong rồi. Còn cái này đã làm lộ ra ngoài. Rồi thì hồi nãy giờ anh em cũng có đi theo chân Garamen để coi hoàn thiện cái hồ. Nói chung là từ cái khâu lắp đặt, rồi khâu vô nước, rồi khâu vận hành, rồi đến khâu, nói chung là đến khúc mình review có cái gì hay trong cái lọc bộ lọc này. Thì nói chung là đầu tiên thì mình cũng cảm ơn anh chủ. Nói chung là anh chủ hồ cũng có đi coi rất là nhiều nơi, và cuối cùng là đã chọn team cho Vích Tăng để thi công cái hồ cho ảnh. Thì mình chỉ thi công cái phần hồ thôi. Nói chung là ảnh muốn thích chơi cái mẫu là hồ của Trung, mà nhưng ảnh không thích cái cách của bên Trung làm cái đường hút thổi á. Thì ảnh hỏi mình có cách nào để làm nó thẩm mỹ hơn và nó hiệu quả hơn không. Thì mình dùng cách của Việt Nam mình đang làm, và nhưng cái chân lật, chân hồ và cái lọc thì sẽ dùng công nghệ của bên Trung về để mình chơi thử trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Thì anh lên ảnh đề nghị với mình, thì cái hồ này mình cũng nói là rất là lâu, tại vì từ lúc anh đem về tới mình gần một năm, bữa nay mình mới giao cái hồ qua cho ảnh. Đó, thì nói chung là giờ nó chạy hoạt động chân chu rồi, rất là ok. Thì để theo dõi thời gian một thời gian dài coi cái lọc nó sẽ như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Đó, nhưng phong cách này thì mình cũng thấy khá là nhiều anh em chơi đó. Nói chung thì mình cũng rất là cảm ơn ảnh và tin tưởng mình để giao một cái trọng trách như vậy mà mình đã làm tròn, thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Thì anh em cứ đi theo rồi có cần cái gì comment hỏi thêm thì cứ nhắn tin cho mình nha. Thì dưới đường link mình có để cái số điện thoại, và có gì Zalo á thì anh em cứ cần vào đó thì nhắn tin hoặc điện thoại thẳng cũng được. Còn anh em nào muốn đặt hồ thì cứ liên lạc thẳng với Hào, thì Hào sẽ tư vấn và nói chung là ấy cho anh em. Rồi lời cuối thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip của Zalo nha. Cảm ơn anh em.